Hôm nay bạn nam có đi với ai không? Dạ em đi với lại anh bạn bà con. Rồi, chào anh. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Nếu như này nói về một người nam á, mà có hiếu á, thì khẳng định là Lê Đình Ân là một người con hiếu thảo. Phù hợp với... Thì nói chung về cái tính cứng rắn, nói chuyện, rồi về cái chuẩn chạc thì hơn cái số tuổi nói ra. Hợp với nhau về cái tính tình là hai người hơi bị khó. Bên kia cũng khó tính, bên đây cũng khó. Thì nói chung là nó cái hợp, và cái hợp thứ hai nữa là nói chung là nói về cái hiếu thì hai bên đều muốn lo cho gia đình. Thì cái đó thì đồng ý, tại vì bên nào cũng muốn gia đình. À, bạn nữ, mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ yêu dấu. À, dạ chào cô. Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Dạ. Và xin chào tất cả khán giả trên trường quay. Nếu mà nói mà cao giáo thì cũng không được cao giáo lắm, hơi thấp một tí. Cũng được cái là cũng hiền lành, thật thà mà cũng yêu thương ba mẹ, thì cũng như cháu đấy, cháu nó cũng hiền lành thật thà và cũng yêu thương ba mẹ và các em trong gia đình. Đi làm về nhà thì là cơm nước rồi phụ giúp bố mẹ trong gia đình, là cháu làm việc nhà là cháu làm được hết. Chợ búa, cơm nước các thứ là được, giỏi giang chứ không đến nỗi. Yeah. Hello. Good morning. Cô đang nhìn luôn. Ok, thank you, stop lý, ok. Trời ơi, đưa cô giáo lanh dễ sợ luôn. Trời ơi, chú đẹp trai quá chú. Chú làm gì chú đẹp? Sao mà cần phải người cao hơn là sao? Sở thích của em mang về cô gái. Ví dụ gặp cái người lùn hơn mình mà người ta yêu mình quá nhiều luôn thì sao? Hơi khó hả? Tùy thuộc vào bạn nam đó có muốn giống, muốn làm như vậy không? Thể diện này kia, đi kế bạn gái thì người ta không muốn bao giờ mà bạn gái cao hơn mình một cái đầu hay là... Vấn đề là em có chịu đi với người thấp hơn mình không? Dạ chịu, em mang về búp bê luôn, khỏi mang về cô gót. Mà không mang cũng cao hơn người ta, chịu không? Chịu luôn, chú, cỡ chú là chịu hết á. Đâu. Được rồi, thôi để hai người nói chuyện với nhau, ca này khó quá. Nào kéo màn lên. Dạ, tặng anh. Món quà. Thì ở đây anh nãy có cái lý do là anh hơi thấp thôi. Thế còn những cái khác thì vấn đề đó vẫn ổn, vẫn ok. Tao đứng lên cái cho bạn ngắm nghía cho kỹ cái coi. Thôi em đứng lên đo coi, coi là đi búp bê hay là đi gì. Đo coi thì sao. Được mà. Cái này dài với này cũng 5 phân mà, được. Đi dài còn thấp hơn ta nữa đó. Nhưng mà ở nhà cũng mang giày một tấc không mà chú. Vừa thôi mang giày cao chi vậy. Thôi hai người nói chuyện nhau, đừng nói chuyện tôi nữa. Ờ, hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Dạ em ở Hóc Môn. Hóc Môn, anh ở Bình Tân. Xa dữ vậy? Có, nếu mà từ anh lên em khoảng nửa tiếng hồ. Nửa tiếng cũng xa. Sao? Em cần 5 phút à? 5 phút chắc để anh sống máy bay nè. Xuống đi, hai người đáp xuống. Hồi nãy em nghe nói anh nói là mẹ anh không cho anh làm gì hết. Chắc anh cũng không biết làm. Không phải là không cho làm gì. Cái ví dụ như ăn cơm xong thấy mẹ ngồi nghỉ thì mẹ mệt, thì anh rửa chén rồi nói thôi đừng rửa, mà rửa dơ lắm để chút mẹ rửa. Mẹ nói vậy thì anh phải lao vô, mẹ đi ra con rửa cho. Mẹ không phải lo, không bể chén đâu. Vậy đó. Cái đó là ý anh là không cãi lời mẹ thôi. Bạn gái cảm nhận sao bạn gái? Dạ. Trời ơi, người ta tập trung vô câu chuyện là cứ suy nghĩ ai hoài vậy nha. Tập trung đi chứ tôi hiểu lý do của cô ế rồi đó. Hả? Ủa hiện tại anh đang làm cái gì ạ? Hiện tại anh đang làm kinh doanh. Kinh doanh là làm bên công ty hay là riêng? Đúng rồi, anh đang làm kinh công ty. Vậy chừng nào thì anh lập gia đình? Khoảng từ 6 tháng tới 1 năm nữa. Nhưng mà em cũng còn đang đi học liên thông lên đại học á. Nên là... em phải khoảng tầm 2 năm trở đi nữa thì em mới lập gia đình. Tôi nghĩ cái khoảng thời gian đó cũng hợp lý cho em, để em hoàn tất cái việc học của em. Thế lại em cũng đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Rồi. Dạ, anh biết hát không? Anh hát cho em nghe. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta đã yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cô giáo, đáp trả lại một đoạn đi. Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi. Có quá lớn lao không anh, để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn
được gần bên anh. Trời ơi trời, tôi vừa mới tính khen bà cũng quất hai cái chữ cuối cho bà mới chịu à. Thôi được rồi, hát xong là cảm nhận đủ rồi đó. Suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tại sao bạn này không đồng ý nhấn nút? Anh nói là 6 tháng tới 1 năm thì em thấy tuổi của anh cũng lớn rồi, nên là anh cần lập gia đình sớm hơn em.